Sau một ngày chữa cháy, vụ cháy tại rừng trồng gần khu công nghệ cao xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang đã được dập tắt. Trước đó, vụ cháy xảy ra tại khu vực rừng trồng keo Lá Tràm, đoạn sát khu công nghệ cao thuộc xã Hòa Liên. Nguyên nhân vụ cháy được ghi nhận ban đầu do hộ trồng rừng đốt thực bì, cây tạp sau khi khai thác từ buổi sáng. Đến khoảng 14 giờ chiều thì không kiểm soát được nên để cháy lan ra khu vực khác. Nhận được tin báo, chính quyền huyện Hòa Vang đã điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy, dân quân, kiểm lâm và quân đội tham gia dập lửa theo hai hướng để khống chế vụ cháy, không để cháy lan ra khu vực rừng tự nhiên và rừng trồng khác.